Vâng, và bây giờ là thời lượng của chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Anh Nhật Minh này, khi mà nhắc tới nghệ thuật đương đại ở Việt Nam thì nhắc đến loại nghệ thuật này thì anh sẽ nghĩ ngay đến những nghệ sĩ nào ạ? À, có rất là nhiều cái tên mà được chúng ta biết đến lâu nay rồi. Và theo như tôi được biết qua cuốn sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam năm 1990 và 2010 thì hai nhà nghiên cứu mỹ thuật là Bùi Như Hương và Phạm Trung đã điểm đến ở Việt Nam là có 28 nghệ sĩ đương đại có những đóng góp nổi bật cho nền nghệ thuật đương đại của Việt Nam qua thời gian tồn tại là khoảng 20 năm. Và một số cái tên tiêu biểu như chúng ta có thể thấy như là Trương Tân, Đào Anh Khánh, Trần Lương hay là Lê Quang Đình. Vâng, và anh đã nói chính xác vấn đề mà câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến. Có thể thấy là qua cuốn sách Nghệ thuật đương đại Việt Nam, chúng ta đã thấy được rằng cuốn sách này đã khẳng định sự tồn tại và chịu ảnh hưởng của nghệ thuật đương đại thế giới, của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Và nghệ thuật đương đại của Việt Nam thì đã được đánh dấu bằng màn trình diễn đầu tiên của nghệ sĩ Trương Tân vào tháng 1 năm 1994. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận là giới báo chí của chúng ta chỉ đề cập nhiều tới nghệ thuật đương đại từ cuối thập niên 2000 mà thôi. Có lẽ rằng không chỉ là báo chí mới đi sau ở trong những cái quan điểm, cái nhìn nhận vào nghệ thuật đương đại đâu ạ. Vì có thể thấy rằng nghệ thuật đương đại ở ta lâu hơn, nỗ lực mở cửa hơn nhiều so với các loại hình khác, khi năng động hơn cả văn học, âm nhạc và điện ảnh, bằng cách là đã đưa các vấn đề của đời sống xã hội vào các tác phẩm, nhưng luôn lại bị coi là một lĩnh vực bí hiểm đối với những chính xã hội mình. Vâng, rất có thể đây chính là do cách thể hiện các tác phẩm mỹ thuật, các tác phẩm trình diễn với hình thức lạ lẫm, thậm chí là đôi khi khiến công chúng bình thường cũng cảm thấy rất khó chấp nhận. Và tôi cũng chưa quên là hình như năm ngoái một tác phẩm, một tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Đào Anh Khánh tại bãi sông Hồng cũng đã bị rất là nhiều những người nông dân xung quanh đó phản đối, và thậm chí là anh cũng đã không thể nào thực hiện cái buổi trình diễn của mình nữa. Mà có lẽ là nhiều người nếu mới gặp mà nghệ sĩ Đào Anh Khánh thì cũng tò mò với anh, nhưng anh thực sự là một người nghệ sĩ cống hiến cho nghề. Và khi chị nhắc tới nghệ sĩ này thì đây chính là một người nghệ sĩ đã gây cho thế hệ của chúng tôi rất là nhiều tò mò, và anh cũng đã vẫn được biết đến như là một nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Và nhắc đến anh là nhắc đến những quan điểm ở tranh siêu thực khác lạ, những dự án nghệ thuật độc đáo hoành tráng và cũng rất tốn kém. Vâng, và nếu mà anh rất là thích thú với những tiết mục, với những cái chương trình trình diễn của nghệ sĩ Đào Anh Khánh thì anh sẽ rất quan tâm đến một thông tin, đó là sắp tới đây Đào Anh Khánh sẽ dự kiến sẽ đưa ra một cái cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam với 500 bức tranh siêu thực trừu tượng về chủ đề tình yêu. Anh thấy gì qua sự kiện này của nghệ sĩ Đào Anh Khánh? À, chắc chắn nó sẽ là một điểm nhấn ở trong con đường nghệ thuật của anh ấy và gây sự chú ý cho công chúng. Và ở Việt Nam thì họa sĩ theo đuổi dòng tranh siêu thực hiện nay là không nhiều, còn công chúng thì hẳn là càng lạ lẫm với khái niệm cũng như là những sự trình diễn của nghệ thuật đương đại. Vì vậy mà triển lãm với 500 bức ảnh tranh siêu thực của Đào Anh Khánh không chỉ khiến tôi tò mò đâu, mà sẽ là rất nhiều người sẽ chú ý sự kiện này. Vâng, vậy thì ngay sau đây xin mời anh Nhật Minh cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ đến với buổi trò chuyện của biên tập viên Hà Trang với nghệ sĩ Đào Anh Khánh, trao đổi xung quanh các tác phẩm tranh siêu thực để thấy rõ thêm về trào lưu mới trong nghệ thuật tạo khối, phối màu và vận dụng quy luật ánh sáng. Vừa rồi là một số tác phẩm nằm trong bộ sưu tập hơn 500 bức tranh sẽ triển lãm vào ngày mùng 5 tháng 12 tới của nghệ sĩ Đào Anh Khánh. Cuộc triển lãm có tên là Trần, và sẽ rất là khó cho chúng ta có thể cảm thụ một bức tranh nói chung và tranh siêu thực nói riêng nếu như thậm chí là chúng ta chưa có khái niệm gì về tranh siêu thực, tranh trừu tượng hay tranh lập thể. Và để có thể hiểu hơn về tranh siêu thực thì hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với họa sĩ Đào Anh Khánh là chủ nhân của triển lãm này. Đào Anh Khánh khi mà làm bất cứ một chương trình nào thì cũng rất là khác người. Và lần này trong cái triển lãm Trần cũng như vậy. Và tại sao anh lại quyết định là chọn dòng tranh siêu thực thay vì các dòng tranh khác? Cũng có thể một bản thân tôi nghĩ rằng là nó hợp với thể tạng của tôi. Là một cái người thích mộng mị và hay mộng mị. Siêu thực thì nó cũng là những các cái xuất phát từ những, chủ yếu là xuất phát từ những các cái hiện thực cuộc sống, từ những các cái mà con người có thể tiếp cận
nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy. Thế nhưng mà khi nó ra dưới dạng tác phẩm thì những các cái hiện thực đấy nó được người nghệ sĩ dường như là đã qua một cái lăng kính, hay là qua một cái sự phát triển cái hình ảnh đấy để nó được tăng cường hơn, cao hơn nữa những cái sự chú ý mang tính ấn tượng nhất. Và vì vậy những các cái hình đó vẫn là hình hiện thực thôi, nhưng nó được đẩy đến những các cái thái cực cao hơn, khiến thị giác của mình buộc phải chú ý hơn. Hơn năm cho bức tranh siêu thực về chủ đề tình yêu là một con số không hề nhỏ. Anh có thể giải thích cho công chúng được biết là anh đã tìm thấy điểm gì chung giữa tình yêu và siêu thực chăng? Khuynh hướng nghệ thuật siêu thực á, thì nó là một cái thứ có thể tôi cho rằng là phù hợp, một trong những cái phù hợp nhất khi mà một người đang yêu, và nhất là yêu, quá yêu. Cái đấy là một mảnh đất là tuyệt vời để cho tôi có thể bộc lộ tất cả những các cái tâm cảm của mình về cái thế giới và con người. Theo anh thì tại sao ở Việt Nam lại rất ít họa sĩ theo đuổi cái khuynh hướng tranh siêu thực ạ? Dòng tranh siêu thực ạ, nghe thì thấy là dễ, bởi vì nó cũng lại xuất phát từ những các cái đời thường, từ những núi đồi, thiên nhiên, con người, vân vân. Nó cũng không phải là những cái gì nó quá xa lạ với cả những cái cuộc sống của chúng ta có thể nhìn thấy. Nó cũng gần gũi như vậy thôi. Thế nhưng mà nó lại được phóng chiếu lên một, ở một cái tầng rất là cao hơn, là những các cái gì đó mang tính đặc trưng nhất, mang tính ấn tượng nhất, mang tính mạnh mẽ nhất, và lại là thăng hoa nhất. Thì nó lại phải được đẩy lên ở cái ngưỡng đấy. Thì cái ngưỡng này, nếu như ở những nghệ sĩ hoặc là những họa sĩ mà không quen với cái lối tư duy và có những các cái thang bậc về tình cảm phê phê như vậy, say say như vậy, và bay bay như vậy, thì rất là khó vẽ. Nếu như bản thân người họa sĩ không có tố chất và không có tình yêu mạnh mẽ đối với nó, thì tôi nghĩ rằng là cái tranh đó sẽ không thể đi đến bờ của cái khuynh hướng này. Nó là một thứ mà cần phải có men, không phải men uống rượu, không phải men phải hút thuốc, nhưng mà nó là cái men ở trong đầu, từ trong con tim, và phải say nó lắm, có lẽ là hơi mộng mị nó lắm thì mới có thể có tiếng nói này. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ sĩ họa sĩ Đào Anh Khánh, và chúc cho triển lãm sắp tới của anh sẽ thành công tốt đẹp.